Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Sát Chủ. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thượng Tòa trong Hội đồng Kinh Sư. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Hôm nay hàng môn đồ tứ chúng của chúng con có duyên sự kính đầu thành đảnh lễ, xin tất bật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Hộ Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, cũng là ngày cách đây 10 năm Tôn Sư của chúng con Cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm đã viên tịch về cõi Phật. Hôm nay đây, môn đồ tứ chúng của chúng con trên nguyện muốn báo đáp ơn Thầy, dưới nguyện lợi lạc quần sanh theo sự chỉ dạy của Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu. Chúng con đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm, đồng thời tổ chức đại lễ hiệp nghị lịch đại tổ sư lần thứ 13 và đại giới đàn với tôn hiệu là Minh Tâm để tưởng nhớ ân sư. Giờ đây đạo tràng của chúng con trang nghiêm thanh tịnh, khai kinh bạch Phật, cung thỉnh tiêu diệt và tiến giác linh Cố Hòa Thượng ân sư cũng như cung thỉnh chư hương linh. Và để đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, thành tựu viên mãn từ ngày hôm nay cho đến ngày hết đại lễ, chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh, Hòa Thượng Sát Chủ và Chư Tôn Thượng Tòa trong Hội đồng Kinh Sư cũng như toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ hứa khả quan lâm đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật và khai lễ cho đại lễ của chúng con trong 4 ngày được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, cung thỉnh Chư Tôn Thiện
Bye.
Thank you.
Thank you.
Oh.
Thank you.
Việt Nam Phật giáo Tiên Hậu.
Thập bát niên dư khai phá kiến
Đại nào
Thank you.
Thank you.
Thank you.
quy văn phục, kim thể hầu thể tình, vĩ quyền tòa thượng, cao đăng thượng phẩm hồi nhập ta bà hóa đồ chúng sanh. Nam mô Thổ Nhân Sư Bồ Tát, Nam mô Thổ Nhân Sư Bồ Tát, Nam mô Thank you.
cho tiệt tiều hùng vị pháp giới đã thâm thù màu về quá khứ thân thế thù màu hiện thế là thân thù màu lục thân quyến hoặc nghịch để thân kiên nam từ quá khổ thương linh liệt vị hùng vị hữu công quý ý kỹ từ kỹ thành kỹ cột nam nữ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý ấy cúng kiến qua tổ chư hương linh đến đây là thập phần viên mãn. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh chư thượng tòa trong hội đồng kinh sư hồi khuya liêu phòng nghỉ ngơi và dùng nước. Sau đó chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài dùng ngọ trai A Di Đà Phật.